Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phóng sự về hội diễn võ thuật của Việt Võ Đạo Hải Ngoại tại Maryland. Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, môn phái võ thuật với sáng tổ là cố võ sư Nguyễn Lập, ra đời 70 năm về trước. Với lý tưởng cách mạng tâm thần đào tạo một thế hệ thanh thiếu niên có thể lực mạnh khỏe trong một trí óc minh mẫn, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo không chỉ rèn luyện võ thuật mà còn hung đúc tinh thần kỷ luật và kiên trì từ võ đường. Môn sinh Vô Vi Nam Việt Võ Đạo còn được học cách đối xử nhân thế sao cho xứng danh con nhà võ chân truyền, phát huy tình đồng môn trong sự liên kết gắn bó của một đại gia đình võ thuật. Nhân lễ tưởng niệm cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc lần thứ 55, 10 võ sư và hơn 100 môn sinh từ các tiểu bang khắp nước Mỹ cũng như trên thế giới cùng gặp nhau trong đại hội thi đấu và hội diễn võ thuật Vô Vi Nam Việt Võ Đạo lần thứ 15 năm 2015, lần đầu tiên được tổ chức tại tiểu bang Maryland, miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nơi đã có một võ đường Vô Vi Nam hoạt động nhiều năm nay. Giải thi đấu và hội diễn võ thuật Vô Vi Nam Việt Võ Đạo lần thứ 15 kéo dài 2 ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2015 tại trường trung học Eastern, thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland. Dưới sự hướng dẫn của các vị võ sư hơn 100 môn sinh đủ mọi lứa tuổi, dù xuất thân từ những lò Vô Vi Nam khác nhau ở khắp nơi, đã trình diễn những thế võ nhịp nhàng, hài hòa đẹp mắt, những bài song luyện hoặc đa luyện, nhuần nhuyễn mà không kém phần mạnh mẽ. Có thể nói Vô Vi Nam Việt Võ Đạo là những bài tập luyện phù hợp với thể trạng người Việt, cả nam lẫn nữ. Khi ra chiêu thì nhẹ nhàng như đang múa, nhưng lại có khả năng tự bảo vệ và sức khống chế đối phương một cách mãnh liệt, nhanh chóng. Bên cạnh màn biểu diễn võ thuật điêu luyện và đẹp mắt của Madeline Wallen, mọi người gần như trầm trồ nín thở trước những màn bay lượn và đá chân của các môn sinh Vô Vi Nam người Bỉ. Cô chia sẻ: I've been doing Vô Vi Nam for 6 years and I really enjoy it because as an American it's very interesting, the culture. I've learned a lot about it and the Vietnamese community is so welcoming to me and they just really helped me succeed in everything that I've done. I love Vô Vi Nam. Cô Sarah Minh Thư thuộc võ đường tiểu bang Maryland cho biết mục đích như sau. Mục đích của tổ chức cái tournament này là để cho các em có cơ hội được gặp nhau hàng năm, thì đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, thì mong là một đại gia đình của Vô Vi Nam, các em gặp nhau, các em sinh hoạt thi đấu cho vui. Nhưng mà đó là một cái gì mà mình hãnh diện với võ Vô Vi Nam, cho các em sau này các em tiếp tục đánh và giữ cái võ Vô Vi Nam truyền thống. Bé Thủy Trần đến từ San Jose. Con không có còn sợ tay nữa, con làm được đó là con vui. Kế tiếp kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về ngày nhớ ơn cha mẹ của hội Ái Hữu Trung học Gia Long tại Virginia. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, 6 tháng 6 năm 2015. Bích Phượng đang có mặt tại James Lee Community Center để tham dự buổi lễ Ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ do Hội Ái Hữu Nữ Trung học Gia Long miền Đông Hoa Kỳ thực hiện. Hội Ái Hữu Cụ Nữ Sinh Gia Long miền Đông Bắc Hoa Kỳ là một tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi, đã được chính thức thành lập tại vùng Hoa Thịnh Đốn từ năm 1995. Hàng năm đều tổ chức Ngày Cho Mẹ, nhưng đặc biệt năm nay, dù rất bận rộn lo tổ chức Đại hội Thế Giới kỳ 7 tại Hoa Thịnh Đốn, nên đã chọn ngày 6 tháng 6 để dung hòa ngày cho mẹ đầu tháng 5 và lễ nhớ ơn cha cuối tháng 6 là ngày nhớ ơn cha mẹ, để tỏ lòng biết ơn các bậc phụ mẫu đã tận tụy hy sinh nuôi dưỡng con cái tới ngày khôn lớn, cũng như các thầy cô đã dạy dỗ để có ngày hôm nay. Ngoài phần tặng quà cho các bậc phụ mẫu và thầy cô, chúng tôi thấy có phần văn nghệ rất đặc sắc. Cô Bằng Thành cho biết:
Hôm nay Băng Thanh trình diễn bài cho ba miền của Việt Nam, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì Băng Thanh đóng trong vai cô gái miền Bắc của Việt Nam. Đây là y phục của miền Bắc, thì có khăn đóng trên này và áo dài. Hỏi về cảm tưởng, cô hội trưởng Vũ Thị Khuê cho biết. Cảm nghĩ đầu tiên là rất là vui, là tại vì mặc dù là rất là mệt, nhưng mà đã quy tụ được tất cả quý vị quan khách, các bạn thân hữu về tại hội trường rất là đông. Thành thử cho chúng tôi rất là vui mừng vì đã cố gắng làm được một cái chương trình để gọi là cống hiến quý vị. Phần tường trình từ James Lee, Annandale, Virginia. Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn bà Kiều Giang do Thanh Trúc thực hiện. Chương trình truyền hình, bản tin Hoa Thịnh Đốn. Thanh Trúc kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay cái bản tin mà Thanh Trúc muốn cống hiến đến quý vị là vì Thanh Trúc được hân hạnh gặp một người từ phương xa đến, chị từ Austin, Texas lên vùng Washington DC này vì một số công việc của chị, mà đặc biệt là trong cái thời điểm là chúng ta sắp sửa vào ngày mai đó, là để mà tiến hành cái buổi diễn hành của cộng đồng Việt Nam ở tại thủ đô Washington DC, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7. Người mà Thanh Trúc sắp giới thiệu đến đây là chị Triều Giang. Chị là hội trưởng của Vietnamese American Heritage Foundation, là hội bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt. Thanh Trúc xin kính chào chị Triều Giang. Dạ, xin kính chào chị Thanh Trúc và xin kính chào tất cả quý khán giả của đài SBTN DC. Vâng, câu hỏi đầu tiên của Thanh Trúc vẫn là cái câu hỏi mà mọi người muốn biết, là lý do chị có mặt ở vùng DC lần này thưa chị. Dạ vâng, hai cái lý do rất là rõ ràng và giản dị, đó là Triều Giang lên đây để tham dự cái buổi diễn hành về ngày lễ độc lập, thì không có ai có thể quý và hiểu được cái giá trị của độc lập và tự do. Chúng ta đã bỏ mình để mà có được cái sự độc lập tự do ở cái đất nước này. Do đó mà Triều Giang lên đây cùng với cộng đồng của người Việt khắp nơi, cũng như là của vùng Hoa Thịnh Đốn, đặc biệt là nhóm anh em quân nhân Mỹ gốc Việt, Triều Giang sẽ có mặt trong cái nhóm của các anh để đi diễn hành vào ngày mai. Và một cái vấn đề nữa cũng quan trọng không kém, đó là đến đây để chuẩn bị cho việc đưa cuốn phim Việt Nam America đến với khán giả của vùng Hoa Thịnh Đốn. Vâng, có hai vấn đề mà Thanh Trúc mà muốn hỏi ở đây, đó là cái thứ nhất, thưa quý vị, chắc quý vị cũng đồng ý với Thanh Trúc là khi mà chị Triều Giang nói là cái quan trọng của sự hiện diện của người Mỹ gốc Việt trong cái lễ diễn hành ngày lễ độc lập 4 tháng 7 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là nơi mà quê hương thứ hai đó đã gọi là dung dưỡng chúng ta. Tại sao nó quan trọng đến cái mức mà chị từ xa hoặc là tất cả những người ở xa cũng về cùng với cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô để mà đi diễn hành thưa chị? Dạ vâng, thưa chúng ta, người Mỹ gốc Việt cũng sống đây 40 năm rồi, gọi như là một trong những cái cộng đồng trẻ so với những cộng đồng khác của nước Mỹ ở đây. Tuy nhiên là chúng ta là một cái nhóm gọi là tị nạn đông đảo nhất tại Hoa Kỳ, tức là chúng ta đến đây vì hai chữ tự do và độc lập. Do đó mà cái ý nghĩa nó rất là quan trọng, không những cho chúng ta, và chúng ta cũng như là một cái symbol của vấn đề gọi tự do và độc lập đó thôi. Do đó mà sự có mặt của chúng ta, theo Triều Giang nghĩ, đó là rất quan trọng cho bản thân chúng ta, cho con cái chúng ta và cộng đồng khác người ta ngó vào. Dạ vâng. Dạ vâng, đúng là như thế. Và thưa quý vị, để mà thưa thêm đó thì cái tình trạng của người Mỹ gốc Việt ở đây đó mà tìm cách để mà khẳng định mình hiện diện, từ hiện diện trong những cái buổi lễ lớn của đất nước Hoa Kỳ, thí dụ như ngày Independence Day, ngày lễ độc lập 4 tháng 7 đó, là một cái điều mà chúng ta bắt buộc phải làm, tự bắt buộc mình phải làm. Bởi vì nếu mà nhìn đó, thì chị cũng thấy là cộng đồng của người
Hoa, người Trung Hoa và cộng đồng của Đài Loan. Thì Đài Loan chỉ có văn phòng đại diện thương mại, kinh tế ở tại Washington DC mà thôi. Hình thức nào nó cũng là một cái gọi là tòa đại sứ thu nhỏ của Đài Loan ở tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc đó lại có một cái tòa đại sứ chính thức ở nơi đây. Mà trong bao nhiêu năm đó thì Đài Loan và Trung Quốc đều tìm cách để mà hiện diện trong cái trong tất cả những buổi lễ lớn của Hoa Kỳ. Và người Đài Loan họ cố gắng rất là nhiều, bởi vì họ nói rằng cái cờ Đài Loan phải đi ở trong cái đoàn của diễn hành của Hoa Kỳ, chứ không thể để cái cờ Trung Quốc, để họ nói rằng là họ là những người Đài Loan có mặt ở tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó, Việt Nam mình cũng thế, bao nhiêu năm những người trong cộng đồng Việt Nam cũng đã rất là khổ tâm để mà vận động, để mà mọi người đều tham gia, phải không ạ? Để mình thấy rằng là cái cờ vàng tung bay ở trong cái đoàn diễn hành Việt Nam, miền Nam Việt Nam đi ở trong đoàn diễn hành chung của các nước ở tại ngày lễ độc lập. Và bây giờ nói qua đến cái phim, thưa quý vị, chị Triều Giang là một trong những người mà có thể nói là đã bỏ rất nhiều công sức để mà thực hiện cái phim Vietnam America. Dạ vâng, và chị cho Thánh Trúc mượn, thưa quý vị, Thánh Trúc cũng đang nghe nói tới cái phim này là Vietnam America. Thì thưa chị, xin chị nói về cái phim này trước khi mà nói về cái chuyện là chị chuẩn bị để mà được ra mắt ở đây. Dạ vâng, Vietnam America là một cuốn phim nói về cái hành trình tìm tự do của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Chúng ta gần 2 triệu người được người Mỹ đón nhận đến đây. Thì chúng ta đến đây bằng cách nào? Tại sao chúng ta phải đến đây? Và trên đường đi của chúng ta đó thì những chuyện gì xảy ra? Đặc biệt là 40 năm qua, những nỗ lực của chúng ta để trở thành một người Mỹ gốc Việt, một cái nhóm di dân mà có những đóng góp rất là to lớn. Và trong phim này sẽ nói về những vấn đề đó của thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 đang làm nên lịch sử tại cái đất nước này cho cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Phim này tuy là một phim tài liệu để mà nói lên cái tính chất cách xác thực của nó, nhưng mà phim có quay và có chuyện phim, do đó cái tính cách nghệ thuật cũng rất là cao, bằng chứng là nó đã được đưa vào tới 15 đại hội điện ảnh quốc tế và tại Hoa Kỳ được 5 giải thưởng cao quý, thành ra cái tính chất nghệ thuật cũng rất cao. Do đó Triều Giang hy vọng rằng cái phim này sẽ nói rất nhiều lên cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Và Thánh Trúc được biết là phim này sẽ được ra mắt ở tại đây theo như cái sự chuẩn bị của chị Triều Giang là vào tháng 10, phải không ạ? Thưa quý vị, đó cũng là tôn chỉ bảo tồn văn hóa lịch sử người Mỹ gốc Việt mà cái hội của chị Triều Giang đang theo đuổi lâu nay. Và Thanh Trúc cũng xin phép được kết thúc bản tin đặc biệt ở đây. Cảm ơn chị Triều Giang và Thanh Trúc sẽ gặp lại quý vị trong bản tin đặc biệt kỳ tới. Dạ, cảm ơn chị Thanh Trúc, cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin và tin đồn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.